Rồi chào anh em, mình đang đi giao con Sachia 2000 màu xám xi măng. Con này hồi bữa mình quay lên có test cho anh em, con này có đề nha anh em. Màu đẹp độc lạ. Đây mình đang trên đường lên đi Đức Huệ Long An nha, cái đường này hình như nó giáp cửa khẩu luôn. Rồi anh em tạm thời nha. Anh em nào mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908 Sibo Sachia Yazd, lúc nào bên mình vẫn có sẵn cho anh em ghé lựa nha anh em. Đây mình gần tới nơi, mình sẽ quay phim tiếp cho anh em xem nha. Chào anh em. Rồi Sachia đã bán, giao cho anh em Long An mà quên bà nó cái chìa khóa ở nhà rồi. Con này hồi bữa mình có lên clip mình test xe rồi nha anh em. Xe này đi đồ zin hầu như là gần nguyên con. Xe đang đi bình Nova full 102 lòng lưỡi xe. Xe này con có đề nha, bấm nhẹ là nổ nha anh em. Má quên chìa khóa rồi. Rồi đang giao cho tận nhà cho anh em Long An. Rồi anh em mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908.